Mở đầu là đoạn video ghi lại hình ảnh con mèo trón trén nhìn trước ngó sau kỹ càng rồi mới vào cửa hàng ăn trộm xúc xích. Bà chủ cửa hàng cho biết con mèo mỗi ngày lấy một vị khác nhau. Mới đầu nó đứng ở cửa nhìn ngắm cẩn thận một lúc lâu mới bắt đầu hành động. Sau đó nó tiến vào trong nhà rồi nhảy lên kệ ngoặm một cây xúc xích rồi chạy đi mất. Mở màn bằng một tiết mục trình diễn của ca sĩ lang thang gặp đâu hát đó. Tiếng hát của anh lay động lòng người đến nỗi khiến các anh công an không kìm được lòng trắc ẩn mà xúc cả đám về đồn uống trà viết biên kịch. À nhầm, viết biên bản. Rồi, mày xong rồi. Thân gái 12 bến nước, bến trong bến đột gì gặp đỡ còn được, chứ gặp phải bến của ma men thì đời này coi như bỏ. Rút nhầm thằng chồng này khác gì làm mẹ người lớn. Xin hẹn lại kiếp sau quay vào ô may mắn hơn chị nha. Pha này chắc khoảng 1 năm tắm một lần mới ra nông nổi này. Ở bẩn đến độ cả làng phải ra múc nước tắm hộ. Nhìn có vẻ trời lạnh hơi bị lạnh đấy. Tắm xong chuẩn bị cái nhíp kéo ra chứ tầm này thì thui vội rồi. Ngồi yên tình yêu sẽ đến là xưa rồi. Nay phải nằm nó mới chịu đến. Thế là từ nay thoát cảnh già neo đơn rồi. Chúc mừng ông anh nhé. Ôi đẹp, mười đẹp. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà phá thằng nhỏ hoài vậy. À quên, cha nội nào phá chứ có phải ông trời phá đâu. Một chạm là đắm say, hai chạm là say đắm. Nhưng mà 3-4 lần nữa là nổi điên à nha. Bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Tội nghiệp cậu Vàng, thằng nào ăn ốc bắt cậu đổ vỏ. Bị thằng vợ nó rượt chạy mất dép mà không hiểu lý do vì sao. Thanh niên thời nay là thế này đây. Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Nhưng mà đến khi có bầu, mấy đèo anh cũng chạy. Sống thế là dở rồi thanh niên ơi. Là đàn ông yêu con người ta, đưa em lên giường được thì phải đưa lên phường được. Bay cao nào, nhảy cao nào. Nào nhảy cùng anh thanh niên. Oh wow, nhờ tấm nệm su mới biết anh nhảy cao vậy luôn. Chứ bình thường chắc nhảy được tận 2 mét bẻ đôi nhỉ. Rồi giờ bị mắc như thế, nói gì cho ngầu đi. Chiếc xe thảm hại nhất trên mọi thời đại. Chẳng còn gì, chỉ còn mỗi cái vành thì chạy thế nào nhờ. Bánh xe thế này mà đi qua ổ gà ổ vịt thì xác định sốc văn hàm luôn. À, hóa ra cái bánh xe là nạn nhân của chiếc lò xo này. Ông nào đánh rơi ác thế, hại người ta phải chạy xe bằng vành. Thử thách phá tường và cái kết 1 phút bốc đồng, 1 ngày bốc xin. Đội quân sĩ đang xâm chiếm ngôi nhà một cách tàn nhẫn. Được, hào hán, hào hán. Mấy chục năm mặc quần không ai biết, 1 phút tụt quần cả nước đều xem. Người thì cứ như con nhái mà đòi đẩy xe hàng cao như núi. Thực tế luôn chứng minh chỉ cần bạn cố quá sẽ bị quá cố. Ước gì không có quả núi chắn lại thì kem đánh răng đâu có rơi vào người. Bưởi cũng có cái hại của bưởi lắm. Các cháu tuổi tôm tuổi tép so với ông nhé. Trẻ không chơi thì già phải chơi bù. Xem ông nhảy vũ điệu con cao cao có cái cánh run run đây này. Xin ăn kiểu muốn bị đánh. Miệng thì bảo cho xin xíu thôi mà mồm thì cắn một phát mất nửa cái bánh. Cùng xem anh thanh niên nhận cái kết đắng hơn khổ qua vì cái cửa xe trời đánh nha. Kiếp trước không biết đốt nhà người ta hay chọc chó trộm ổi nhà người ta mà kiếp này bị vả vỡ mà thế không biết. Đừng tin những gì con gái nói. Con gái nói 1 là 2. Con gái nói 2 là 1+1. Chắc là cái chai thủy tinh để lên quả bóng nó sẽ không bể. Thế mà cũng tin được. Nước ngọt gì mà nặng ghê các ông ạ. À? Bật nắp được lon nước xong, anh thanh niên số nhỏ cũng bật ngửa xuống nước luôn. Còn đâu là bộ đồ số 1. Người ta thì ngồi du thuyền hóng gió. Còn mình phải nằm ngâm nước mới nhục như cá nục chứ. Đỉnh cao của sự liều lĩnh và muốn làm bạn với Diêm Vương đây các bác ạ. À? Có vẻ như chê mình sống quá lâu rồi đấy. Làm ăn như thế có mà ăn năn sám hối. Ăn năn hối lỗi.
đụng phải người khác là tới công chuyện ngay và luôn. Theo như kinh nghiệm trải sự đời của tôi thì chiếc xe tải trước sau gì cũng ngã nhào xuống mương thôi. Ôi thôi, nó ngã thật chứ không phải ngã trong suy nghĩ của tôi nữa các ông ạ. Hình ảnh được ghi lại từ một người qua đường thích lo chuyện quần chúng, còn quần mình bị rách lúc nào không biết. Chiếc xe điên mất kiểm soát đang lao như điên, nhưng mà vốn dĩ nó điên thật, khiến người đi đường khiếp vía. Kết quả là chiếc mẹ bún đậu mắm tôm, nhầm, chiếc Mercedes của chủ xấu số nào đó bị xúc bay luôn. Xin cảnh báo, đây là video có thể gây sợ hãi đái ra quần, nên chống chỉ định cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của cảnh báo. Yêu cầu xem thôi, đừng làm theo. Lơ xe mà ông nhảy vào đứng ngay đuôi xe làm sao mà người ta thấy. Tưởng đâu ông xẹp lép như con cá chép bị phi lê rồi chứ. Chiếc video toát ra mùi nguy hiểm không hề nhẹ. Anh em đợi tí, để tôi đi cắt cổ con gà luộc với đốn nải chuối thắp hương cho các thanh niên. Chứ thể nào các ông cũng ăn mấy món đó thôi. Nhìn cái thùng cứ đung đưa như là đang chọn thử nên rơi trúng đầu ông nào đây. Làm việc như này không khác gì chơi lô tô với số phận. Và cái kết luôn không làm người khác thất vọng. Cái thùng đã rơi giống như tưởng tượng, như một quả bom hẹn giờ. Nhà cửa gì tầm này nữa, cái gì rồi cũng hóa tro tàn sát vụn hết. Hiểu kiểu gì? Không biết ông này chặt cây hay chặt con đường sống của ổng nữa. Người ở trển xuống chứ người thường trái đất không dám nghĩ ra trò này đâu nhỉ. Thôi xong pha này đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn. Pha chặt cây đi vào lòng đất vừa rồi cũng đã hạ màn tiết mục ngày hôm nay. Cười một chút thì vui, mà cười nhiều chút thì vui thật nhiều, phải không anh em? Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em nha.